Hi, chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Tachaban.com. Và trong video này mình sẽ mở hộp một cái sản phẩm mà trên Tiki để review cho các bạn. Cái sản phẩm này bên trong là một cái đôi dép lào nam thương hiệu của BTS. Nói đến thương hiệu BTS thì các bạn cũng đã biết qua nhiều cái sản phẩm của BTS, ví dụ như giày, dép và những cái sản phẩm khá là thông dụng thì nó đã có mặt trên thị trường khá là lâu và cũng lấy được cái niềm tin của người tiêu dùng, giống như là sản phẩm giày BTS Hunter. Đây là dép sản phẩm, đây là Tiki. Cái giá này mình mua với sản phẩm này, cái giá nó là tổng cộng nó là 16.000. Bây giờ mình sẽ tiến hành khui hộp ra để các bạn xem nha. Trong 16.000 này thì cái sản phẩm chỉ có 7.000 thôi, cái phí vận chuyển đã 9.000 rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành khui hộp ra. Trong cái sản phẩm của Tiki, bây giờ họ giao hàng, khi mà bạn mua hàng thì họ không có ghi cái tên sản phẩm ở ngoài nữa, mà họ sẽ giấu luôn cái tên sản phẩm, bởi vì sẽ có nhiều sản phẩm nhạy cảm nha, nên họ đã giấu luôn. Và trong hộp họ sẽ để hóa đơn riêng. Đây là cái sản phẩm dép của chúng ta. Hóa đơn thì mình sẽ cho các bạn xem được là cái thông tin đây. Đây là sản phẩm dép lào đây. Đây như mình đã thấy là dép lào nam BTS World Cup, có cái mã hiệu đây, màu đỏ size 42. Và cái này có giá 7.000 và cái phí vận chuyển 9.000 nữa là tổng cộng 16.000 nha. Cái giá hiện tại mình tham khảo là tầm khoảng 60.000 nha, khoảng 70.000 một đôi, tùy theo 50.000 cũng có. Đây. Đây là cái sản phẩm của chúng ta, màu đỏ nhìn khá là đẹp đúng không? Sản phẩm này thì theo cái mùa World Cup đây BTS 1982 thì sản phẩm này có từ năm 1982 và cái số này là số 42 nha. 42 thì cái size chân của mình mang hơi rộng, nhưng một lát mình sẽ thử được cho các bạn xem là khi mà dép này thì 42 như thế nào. Vào cái view hình thì nhìn đẹp nổi trội luôn nha. Cái thông tin của sản phẩm thì như các bạn thấy là hướng dẫn sử dụng thì nó hướng dẫn sử dụng hạn chế tiếp xúc với nước và môi trường có dầu mỡ nha, tránh va chạm với những cái vật thể sắc nhọn. Đấy, cứng, sử dụng bàn chải mềm, xà phòng để giặt rửa, không phơi sản phẩm dưới nắng trực tiếp. Và cái đây là giày dép có cái tiêu chuẩn ISO 9001 và 2008, công ty Bình Tiến Đồng Nai, BTS. Sản phẩm BTS này thì có nhiều cái sản phẩm, thí dụ như các bạn cũng biết là giày BTS hay là những cái sản phẩm giày dép, thì hiện nay cái sản phẩm này cũng có khá là nhiều mẫu, nhiều cái sản phẩm kích cỡ khác nhau. Ví dụ giống như là phiên bản của Batman, là phiên bản của World Cup, và phiên bản khá là nhiều phiên bản từ nam đến nữ, thì mình sẽ để cái link ở dưới phần mô tả để các bạn bấm vào và tham khảo, có thể chọn cho mình một cái đôi dép như ý nha. Còn dép lào của BTS thì mang phải nói là khá là chắc chắn. Họa tiết của nó thì luôn luôn là trẻ trung năng động nè. Chất liệu là quai nhựa bền ha. Eva bền chắc, chất liệu bằng Eva bền chắc. Quai dép mềm mại đây, tạo cảm giác thông thoáng khi mà mang. Cái độ đầm hồi tốt, giúp khi mang thì nó sẽ im ái chăng. Và nhẹ nha, đôi dép này khá là nhẹ, thì có size từ 39 tới 43. Mình mua cái size này thì nó hơi bự với cái size chân của mình. Các bạn nào mà cái size chân nó hơi mua đúng size nha, nếu mà mua rộng hơn tí thì nó khá là rộng luôn. Thì hồi nãy mình đã hướng dẫn cho các bạn, thì người ta đã hướng dẫn cho bạn không nên dùng hóa chất hoặc là bột để tẩy rửa rồi. Thì nói tới dép đào BTS, cái World Cup này thì thuộc cái thương hiệu BTS nha. Với cái chất liệu mềm mại này, tạo cảm giác dễ chịu cho cái đôi chân của các bạn, là khi sản phẩm này có thể sử dụng để đi chơi nè, đi bộ rất là thuận tiện. Đặc biệt là sản phẩm BTS thì nó sẽ rất là bền và chắc. Thì các bạn nói hàng BTS là lúc trước mua một cái đôi dép ngoại hậu của BTS thì mang nó thiệt chứ mát luôn, mang mấy năm mà nó chả hư. Mang dép mà mang hoài không hư mang hoài không hư thì nói mua đôi mới thì ở nhà khó là cho mua đôi mới, trông cho nó nhanh nhanh hư đừng mua đôi mới đừng mang thôi, chứ dép mà mang hoài không hư thì nó cũng chán đúng không. Mua đôi dép mang 5-7 năm luôn. Cái độ chắc chắn dẻo dai và các bạn mang thì nó sẽ không có bị đau chân. Quay trở lại sau đây, như các bạn đã thấy lúc hồi nãy mình đã
đeo thử cái Robertis thì các bạn xem thì nó khá là cool ngầu, nhưng mà nó hơi dưng tí ha, thì các bạn cũng thông cảm. Bởi vì cái sản phẩm này thì mình cũng mua hơi sai, lúc mà săn hàng nó sợ nhanh hết quá trộn lộn sai nên lúc nhặn luôn cho người nhà mình mang, cái nó không có gì hết. Thì nếu mà các bạn cảm thấy video này hay, hãy bấm like, share và subscribe kênh taichaba.com của mình, và đừng quên nhấn chuông để theo dõi những cái video mới nhất mà khi mà mình review và up lên, để các bạn có thể cập nhật được những cái video của mình và xem các chương trình khuyến mãi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.